Niên thiếu là những năm tháng ngây thơ và vụng dại. Câu này chẳng đúng với cặp đôi của chúng ta một chút nào cả. Các bạn chắc vẫn nhớ cảnh chàng tung nàng hứng ở chương 1 chứ. Ước gì hồi nhỏ mình cũng có một cậu bạn dễ thương như thế thì tốt biết bao. Tiểu yêu này đã thành tinh. Chàng và nàng đều đã trưởng thành bước vào thời thanh xuân tươi đẹp mà cả hai đều vô cùng hữu ý tiếp tục đạt kích nhau. Mời các bạn lắng nghe tiếp chương 2 của cặp đôi cầm thú. Mình khuyên cáo là các bạn không nên uống nước hoặc ăn cơm khi nghe chuyện nhé. Sặc là khó chịu lắm đấy. Kiều Lạc Hy và Giang Thánh Trác quen nhau từ khi còn chưa hiểu chuyện. Ông nội anh và ông ngoại cô là chiến hữu, còn thân nhau hơn cả anh em ruột. Bố anh và bố cô lại là bạn từ thuở nhỏ. Họ từ nhỏ lại cùng lớn lên trong một khu nhà. Chà, quả là nguồn gốc có phần sâu xa. Người trong khu nhà đều nói, nhà họ Giang và nhà họ Kiều, mỗi nhà đều sinh ra hai kẻ điên. Cậu con trai nhà họ Giang và cô con gái nhà họ Kiều ngỗ ngược như nhau. Chỉ có điều, một người thì thể hiện ra bên ngoài, còn một kẻ thì che giấu bên trong. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, mỗi lần Kiều Lạc Hy gặp Giang Thánh Trác, thì những cô gái đi bên cạnh anh ta luôn không phải là một người. Bạn bè phái nữ rất nhiều, cuộc sống riêng tư đúng là một mớ bỏng bong. Cho dù mấy năm đó anh ta sang Mỹ du học, từ mọi ngóc ngách, Kiều Lạc Hy vẫn có thể nhìn thấy ảnh anh ta chụp chung thân mật với những người đẹp đủ mọi màu da. Giang Thánh Trác cũng không ưa Kiều Lạc Hy, cho rằng cô giả tạo vô cùng. Từ nhỏ đã biết nhấp nháy đôi mắt to ra vẻ ngoan ngoãn với người khác, sau lưng người ta thì nhe nanh múa vuốt. Anh luôn khinh thường hành vi của cô ta. Cũng cùng là trốn học, ăn uống, chơi bời, nhưng cứ đứng trước mặt bề trên là lại như một con thỏ con. Từ nhỏ, cứ mỗi lần anh bị phê bình, người được lấy làm gương lại là con bé nhà họ Kiều đó. Có ai ngờ rằng khi không có người ngoài, cô ta có thể phá phách tung trời chứ. Ở cái tuổi tràn đầy sức sống, hai con người tuổi xuân phơi phới lại cùng ghét nhau. Giang Thánh Trác trong mắt Kiều Lạc Hy chính là một con bướm hoa, một con ngựa giống. Kiều Lạc Hy trong mắt Giang Thánh Trác chính là một con sói với cái đuôi lớn khoác trên mình bộ da dê, một con rắn thành tinh. Trong mắt đối phương, họ đều là cầm thú, là bốn chữ trong cách nói ngày xưa, không hợp cưới gả. Hai người cứ gặp nhau là mặt đỏ tía tai, anh lắm lời nhiều chuyện, cô luôn nhích mép cười, nói năng bốc chát, tàn sát khốc liệt, mưa máu gió tanh, tranh cãi không khoan nhượng. Sau này Kiều Lạc Hy lớn thêm một chút, cô cũng nhận ra một bộ mặt khác dưới vẻ ngoài nhị thế tổ của Giang Thánh Trác. Nếu gọi anh ta là Đủ Công Tử Bột, thì anh ta lại thành công trong sự nghiệp. Gọi anh ta là Thanh Niên Tuấn Tú, thì anh ta lại suốt ngày trăng hoa phóng đãng, ai cũng không chối từ. Mặc dù nhìn không thấu, nhưng cô lại biết Giang Thánh Trác không phải là một nhân vật đơn giản. Không phải nhị thế tổ nào cứ đi ra nước ngoài vài năm, cưới một ít mực tây vào người, trở về là có thể hô mưa gọi gió như anh ta. Lớn lên trong khu nhà đó, đàn em của cô cũng không ít, nhưng không có mấy người có được thành tích ngày hôm nay như Giang Thánh Trác. Nhưng cô chưa từng nhìn thấy anh ta làm việc. Trong mắt tất cả mọi người, anh ta tựa như một kỳ tích. Cả ngày chạy siêu xe trêu ghẹo đủ loại mỹ nữ, vậy mà việc làm ăn lại lên như diều gặp gió. Người không hiểu chuyện đều cho rằng anh ta dựa dẫm vào gia đình. Nhưng Kiều Lạc Hy biết không phải vậy. Bác Giang mỗi lần nhìn thấy thằng con trai này đều hận không thể đá cho nó vài cái. Sao có thể giúp anh ta chứ? Cô không hiểu, cô nghĩ thế nào cũng không hiểu. Nhưng cô biết Giang Thánh Trác là một nhân vật nguy hiểm, không để lộ tài năng, còn ngụy trang bản thân thành một kẻ vô hại, không phải là người cô có thể chọc vào. Có suy nghĩ như vậy, cô cũng không đối chọi lại với anh ta nữa. Giang Thánh Trác dường như biết được ý muốn ngừng chiến của cô, cũng không đáp trả nữa. Cho dù như vậy, những điều này cũng không hề làm ảnh hưởng đến tình chiến hữu mười mấy năm giữa họ. Cho dù họ có chiến tranh ghê gớm, nhưng lúc nào cũng duy trì được quan hệ đối ngoại tốt. Mỗi lần Giang Thánh Trác bị nắm trúng chỗ hiểm, lôi về nhà kịch liệt dạy bảo, đều nhờ Kiều Lạc Hy chọc cười mà tránh được. Mỗi lần Kiều Lạc Hy trốn học ra ngoài chơi, đều cần có sự phối hợp của Giang Thánh Trác. Mối quan hệ này duy trì đến tận khi tốt nghiệp cấp 3. Hai người họ lần lượt ra nước ngoài du học, nên mối quan hệ này cuối cùng cũng chấm dứt. Nhưng sự trong sạch không duy trì được bao lâu. Mấy năm sau, Kiều Lạc Hy trở về nước trước. Hai năm sau, Giang Thánh Trác mới kiêu ngạo đắc ý trở về. Không cần bất kỳ gợi ý nào, sự ăn ý này lại tiếp tục. Mấy ngày sau, vào một buổi trưa ánh nắng chói chang,
Kiều Lạc Hy lúc này đang ngồi bên cửa sổ, đối diện với món cơm rang hải sản có thể ăn no đã đời trước mặt. Cô mới từ trạm thu phát gốc về, bộ dạng bây giờ của cô đến cô còn phát khiếp. Đã mấy ngày không tắm rửa rồi, đến sữa rửa mặt còn không dùng, thật đúng là tố diện triều thiên. Bởi vì mấy ngày ở trạm thu phát gốc đều đội mũ bảo hiểm, đầu tóc bị ép cho bẹp dí, quần áo trên người cũng vì để tiện cho công việc nên mặc áo dài quần dài. Cô chỉ mong ăn no bụng, về nhà tắm rửa, ngủ một giấc không biết trời đất gì. Đột nhiên, có một cánh tay lộ rõ cả xương gõ lên mặt bàn cô. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giang Thánh Trác cũng đang ôm một người đẹp. Sự xuất hiện của anh ta luôn như vậy, chẳng có một tí sáng tạo nào. Lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, dịu dàng ôm chặt thục nữ vào lòng. Hơn nữa, lúc nào cũng chọn đúng lúc cô vô cùng thảm hại. Lần nào cũng thế, không lần nào khiến cô vui vẻ cả. Kiều Lạc Hy cố gắng nặn ra một nụ cười. Trùng hợp vậy. Nhân tiện liếc nhìn cô gái trong vòng tay anh ta. Đôi mắt to, cằm nhọn là vẻ đẹp mốt nhất hiện nay. Nhưng người đẹp đó cũng chào đón cô chẳng ra sao. Nhìn đôi mắt cô ta lộ ra vài phần kiêu ngạo, tựa hồ như đang nghĩ, sao Giang Thánh Trác có thể quen loại con gái lôi thôi lếch thách như vậy? Giang Thánh Trác dường như không để ý, lập tức khoe khoang với cô. Có đẹp không? Cô nhìn đôi môi của cô ấy xem, có giống Mạnh Lai không? Kiều Lạc Hy cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nghĩ bụng. Mạnh Lai, đời này của anh cắm vào người Mạnh Lai mà sống cho rồi. Em yêu, em ra ghế ngồi chọn món trước đi, lát nữa anh qua. Người đẹp đỏ mặt bước đi, lúc đi còn không quên liếc mắt đưa tình với Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác lập tức ngồi xuống đối diện Kiều Lạc Hy, nháy mắt ra hiệu với cô. Cô không biết đôi môi đó của cô ấy lúc bạn ngậm vào ngọt đến thế nào đâu. Họ Giang kìa, anh có thể đừng nhằm lúc tôi đang ăn cơm mà nói những vấn đề ghê tởm như vậy được không? Giang Thánh Trác lập tức im miệng, nhưng lại thay đổi biểu cảm, khinh khỉnh nhìn từ trên xuống dưới, chậm chậm mở lời. Cô vừa từ trạm thu về đấy à? Kiều Lạc Hy cuối cùng cũng giải quyết xong món cơm rang, uống vài ngụm nước hoa quả rồi mới gật đầu. Giang Thánh Trác lại lắc đầu gật gù thở dài. Con gái con đứa, làm cái gì không làm, cứ phải làm cái nghề đó. Thật là... Kiều Lạc Hy suýt chết sặc vì ngụm nước hoa quả trong miệng. Anh dừng lại cho tôi. Sao câu này nói ra từ miệng anh lại khó nghe vậy chứ? Cứ như thể tôi là cô gái sai lầm từ việc chọn nghề đặc biệt vậy. Giang Thánh Trác cười nham hiểm, không hề ngượng ngùng vì bị vạch trần. Ngược lại, anh còn đường đường chính chính thừa nhận. À, bị cô nghe ra rồi sao? Lần sau, tôi nhất định sẽ nói khó hiểu hơn ấy. Tốt hơn ấy, là anh nên đi quan tâm cô người đẹp đó của anh đi. Đồ bướm hoa. Ồ, cô đang ghen tị phải không? Ghen tị người ta trẻ trung hơn cô, xinh đẹp hơn cô, thục nữ hơn cô. Kiều Lạc Hy bỗng nhiên mặt mày rạng rỡ. Tôi mà ghen tị với cô ta. Hôm nay là tôi mới về, thường ngày có hôm nào tôi không đẹp bằng cô ta. Còn nữa, cô ta có thể đứng trên trạm chỉ đạo công nhân làm việc không? Con xe đua phong cách đó của anh bị hỏng cô ta có biết sửa không? Cầu giao điện nhà cô ta bị đứt cô ta có biết thay cầu chì không? Chỉ như một bình hoa di động không có chút kỹ năng sống nào, tôi có cần phải ghen tị không? Cái miệng của cô đúng là càng ngày càng cay độc rồi. Không biết gã đàn ông nào có phúc và có gan thưởng thức nhỉ? Là ai cũng không sao, dù sao cũng không phải là anh. Nói xong, cô cầm túi chuẩn bị đi. Giang Thánh Trác cũng đứng dậy, lắc lắc chiếc chìa khóa xe sau lưng cô. Kiều Lạc Hy quay người kỳ lạ nhìn anh. Anh định làm gì? Đưa cô về nhà. Không cần. Anh quay về với chốn lầu xanh của anh đi. Tự tôi về là được rồi. Cô nghĩ cho kỹ đi nhé. Chỗ này không dễ bắt xe đâu đấy. Kiều Lạc Hy nhíu mày suy nghĩ một lát, ngẩng đầu ngọt ngào cười với anh. Vậy thì thật sự phải làm phiền Trác thiếu gia rồi. Vừa lên xe, Kiều Lạc Hy bỗng nhiên hít một hơi sâu, khẽ nhíu mày. Ồ, hương nước hoa này thật không tồi. Xem ra cô gái hôm nay cũng biết thưởng thức đấy. Rảnh rỗi thì hỏi giúp tôi xem tên là gì, nhớ mua về cho tôi. Giang Thánh Trác không thèm để ý, vẫn quay xe, đãng chí gật đầu. Được rồi, đến lúc đó, tiền trao thì cháo mốt. Tôi nói, anh có cần thiết phải như vậy không? Anh tặng quà cho những cô gái khác thì vung tiền như rác. Mười mấy hôm trước, trong buổi đấu giá, anh đấu giá sợi dây chuyền kim cương đó cho người đẹp Tống. Đó chỉ là một phút xúc động nhất thời thôi. Sao đến lượt tôi là như vắt cổ cháy ra nước vậy? Dù gì tôi cũng được coi là thanh mai trúc mã của anh mà. Tôi nhớ công trình lần trước chính là hạng mục hợp tác với công ty của tôi. Cô đâu có lấy thiếu tôi đồng nào. Hơn nữa còn cao hơn giá thị trường mấy lần. Tôi không nhớ sai chứ, Kỹ Dư Kiều.
Sao lúc đó cô không nghĩ đến việc tôi là thanh mai trúc mã của cô thế? Tránh ra, đúng là gian thương. Tôi chờ mắt một lúc, đến nơi thì gọi tôi. Nói xong, cô dựa lưng vào ghế, ngáp ngáp vài cái rồi nhắm mắt lại. Giang Thành Trác đưa tay vặn nhỏ điều hòa trong xe, lật ra một tấm thảm mỏng ném lên đầu cô. Kiều Lạc Hy cố gắng ngóc đầu dậy, lườm anh một cái rồi lại ngủ tiếp. Đang ngủ, Kiều Lạc Hy bị tiếng điện thoại ồn ào đánh thức. Vừa nhận máy, đầu dây bên kia là một tiếng gào của Quan Duyệt. Kiều Lạc Hy kia, đã hẹn là sẽ đi ăn cơm, giờ cậu đang ở đâu hả? Kiều Lạc Hy ngẩn người vài phút, bật đèn lên mới cảm nhận được mình đang ở đâu. Cũng nhớ ra đã hẹn Quan Duyệt đến ăn thử ở một nhà hàng Tây mới mở. Ngẩng đầu lên nhìn xem mấy giờ, lập tức dịu giọng xin lỗi. Mình xin lỗi, mình quên mất, cậu đợi mình 15 phút, mình đến ngay. Cũng may, chỗ cô ở không xa nhà hàng đó lắm. 15 phút sau, Kiều Lạc Hy đã ngồi trước mặt Quan Duyệt, khuôn mặt tươi cười nhìn cô ấy. Nhưng đáng tiếc là Quan Duyệt mặt mũi tối sầm, không thèm liếc cô lấy một cái. Kiều Lạc Hy nịnh nọt một hồi, Quan Duyệt mới đằng hắng một tiếng. Hai người khôi phục quan hệ ngoại giao. Kiều Lạc Hy vừa xem thực đơn, vừa lẩm bẩm. Người ta bảo, phụ nữ có thai thường nóng tính, đúng là không phải nói bậy. Quan Duyệt khó chịu nhận điện thoại của ông xã. Người đàn ông trong điện thoại đang dặn dò tỉ mỉ chuyện gì đó. Còn chưa nói hết, đã bị Quan Duyệt dập máy. Kiều Lạc Hy nhìn sắc mặt của Quan Duyệt, lại nhìn cái bụng hơi lồi lên của cô ấy, gương mặt ngưỡng mộ. Một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm đăng ký kết hôn. Thật là ngưỡng mộ chết đi được, có thanh mai trúc mã thật là tốt. Quan Duyệt gọi một cốc cà phê, lập tức gặp phải sự phản đối của Kiều Lạc Hy. Đừng, cậu không được uống, tạ hàng nhà cậu mà biết lại chẳng truy sát mình ý chứ. Cho cậu ấy một cốc nước hoa quả ép, cảm ơn. Thanh mai trúc mã chẳng phải cậu cũng có hay sao, còn ngưỡng mộ cái gì nữa, một tên Giang Thành Trác còn chưa đủ à? Anh ta, thôi đi, mình đạo hạnh còn thấp, không hàng được thứ yêu quái ngàn năm đó, để anh ta đi làm hại người khác là hơn. Có câu, ban ngày không được nhắc đến người, ban đêm không được nhắc đến quỷ. Kiều Lạc Hy đang đi vào nhà vệ sinh, vừa đi qua mấy chậu hoa thì nhìn thấy trên bàn có một người quen mặt. Cổ nhân vẫn có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhưng run rủi thế nào mà nhân vật nữ của chúng ta lại không được may mắn với cái câu vô duyên ấy. Nàng ghét chàng vô cùng, nhưng lại suốt ngày gặp phải chàng, lại toàn gặp lúc nhan sắc tan thành, tinh thần xuống cấp. Đã cáu nay càng cáu hơn. Rồi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Chàng sẽ chọn hoa hay sẽ giữ ong? Chương 2 kết thúc rồi, mời các bạn đón nghe chương 3. Mình đảm bảo độ thâm hiểm đa kích của cặp đôi này sẽ làm vô số bạn thích thú. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. So blind. What's the matter, matter? Blue eyes. What's the matter with you? Your heart got broken on the underground. Go find your spirit in lost and found. In a day, then it'll never leave you. You take up it, wonder if it will fix you. Then wonder why sorrow has never left you. I'm talking about blue eyes. What's the matter?